Ok, hello, chào mừng anh em đã đến với kênh Chúng Ta Xây nhé. Hôm nay tiếp tục chia sẻ cho anh em kỹ năng cách làm sao để ốp được cái loại gạch của Pháp, gạch Si, tổng hợp có 12, 2, 4, 6, 8, 10 viên, làm sao cho chuẩn đẹp của phong cách tân cổ điển Pháp nhé. Đây là gạch Si, anh em nào mới qua kênh mình đăng ký kênh của mình nhé.